cha đẻ TikTok có thể trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Trương Nhất Minh, nhà sáng lập của ByteDance, công ty chủ quản mạng xã hội TikTok, đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất Trung Quốc dưới 40 tuổi, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hurun Thượng Hải. Tính đến giữa tháng 9, tài sản của người đàn ông 38 tuổi này đã tăng từ 230 tỷ nhân dân tệ lên 340 tỷ nhân dân tệ, tương đương 53 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng vọt về tài sản của Trương Nhất Minh là lớn nhất trong số các đồng nghiệp của ông. Hurun dự báo cha đẻ TikTok có thể trở thành người giàu nhất nước này. TikTok, mạng xã hội chia sẻ video phổ biến, đã trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới. ByteDance, công ty mẹ của nó, cũng đã vượt qua Ant Group để trở thành kỳ lân giá trị nhất thế giới với mức định giá 350 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ByteDance đang trải qua quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc siết chặt giám sát các công ty Internet lớn ở nước này, trong đó có cả Alibaba và Tencent. Đầu tháng 11, Bloomberg dẫn nguồn tin riêng cho biết Trương Nhất Minh đã từ chức chủ tịch ByteDance. CEO mới của công ty, ông Lương Như Ba, đã thay thế ông Minh trong hội đồng quản trị gồm 5 thành viên. Tuy nhiên, tỷ phú trẻ tuổi này vẫn tham gia xây dựng chiến lược dài hạn cho công ty cũng như TikTok. Trương Nhất Minh đứng thứ 2 trong danh sách người giàu Trung Quốc của Hurun vào tháng 10, sau tỷ phú Trung Thiểm Thiểm của công ty đồ uống lớn nhất nước này là Nông Phu. Theo đó, tài sản của Trương Nhất Minh đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Ông đã vượt qua nhà sáng lập Tencent, mã hóa đằng và Jack Ma của Alibaba.